Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Lần đầu tiên, cho phép Sơn Còi xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có được một cuộc sống luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog ngày hôm nay, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn tang lễ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1979 và cháu Trần Nam Anh sinh năm 2003, trú quán tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hai mẹ con chị đã không may gặp phải tai nạn và đã qua đời. Ngay sau đây sẽ là chương trình tang lễ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Anh. Xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là tang lễ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Oanh và cháu Trần Nam Anh tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1979 và cháu Trần Nam Anh sinh năm 2003. Hai mẹ con đã không may bị tai nạn và đã qua đời vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày mùng 4 tháng 7 năm Nhâm Dần. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh hưởng dương 44 tuổi, còn cháu Trần Nam Anh hưởng dương 20 tuổi. Sự ra đi quá đột ngột của hai mẹ con là một sự mất mát đau thương mà không gì có thể bù đắp được đối với gia đình của chị. Tất cả mọi người khi nhận được tin hai mẹ con đã qua đời thì ai cũng bàng hoàng và đau xót, trở về với gia đình để thắp nén hương thơm rồi cùng cầu chúc cho linh hồn của hai mẹ con sớm được siêu thoát. Thưa quý vị và các bạn, trải qua biết bao nhiêu năm tháng vất vả gian nao để xây dựng nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc, một kinh tế ổn định, ngày hôm nay chị đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để có được một ngôi nhà rất sạch đẹp và khang trang. Nhưng ngày hôm nay thật là quá đau xót và nghẹn ngào khi hai mẹ con của chị đã không may gặp tai nạn rủi ro, để rồi ra đi mãi mãi, mãi mãi không còn có ngày quay trở về với gia đình được nữa. Nhìn di ảnh của mẹ và con đang hiện diện ở trước nhà mà khiến cho mỗi người không ai có thể cầm nổi nước mắt, bởi sự ra đi là quá đau thương và quá xót xa. Trong cuộc đời của con người chúng ta, ai cũng phải chứng kiến những cảnh chia ly đau lòng. Nhưng ngày hôm nay sự ra đi cùng một lúc của cả hai mẹ con thì là một nỗi đau quá lớn đối với gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Oanh và cháu Trần Nam Anh. Chúng tôi, những người làm chương trình kênh Sơn Còi Vlog, xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn cùng với gia đình tang quyến, và cũng xin được nguyện cầu cho linh hồn của hai mẹ con sớm được siêu thoát thanh nhàn nơi yên nghỉ cuối cùng. Quý vị và các bạn theo dõi video cũng hãy nhớ để lại những bình luận để chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này cùng với gia đình tang quyến. Những sự chia sẻ của quý vị và các bạn cũng chính là những lời động viên để giúp cho gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát, để ổn định lại cuộc sống, ổn định lại tinh thần, xây dựng tiếp gia đình hạnh phúc và làm nốt những công việc mà chị Nguyễn Thị Kim Oanh và cháu Trần Nam Anh vẫn còn dang dở trên cõi đời. Sơn Còi Vlog xin được chân thành cảm ơn tới quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng với kênh của Sơn Còi trong suốt thời gian qua. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có được một cuộc sống mạnh khỏe, bình an. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.